Ok, mến chào cả nhà nha. Tiếp tục hôm nay em sẽ làm tiếp một cái đoạn review để chia sẻ cũng như là cho anh em tham khảo về cái phụ kiện chế tờ thị lực nha. Thì hôm nay em sẽ làm một video chuyên sâu từng bộ phận cho anh em hiểu ha, và tham khảo cách làm cũng như là giá cả của các bộ phận. Thì đây em đang phân ra 3 bộ cho anh em chọn lựa nha. Đây là bộ đầu tiên, là bộ rẻ nhất. Đó. Tới bộ thứ hai là bộ trung bình ha. Bộ thứ ba là bộ VIP. Đó, 3 bộ. Ok. Thì rồi em sẽ đi sâu từng bộ nha. Thí dụ như anh nào mà thích rẻ ha, thì đây. Anh em là muốn mua một bộ phụ kiện như chế tờ mà muốn rẻ tiền thì đây là một bộ lựa chọn tốt nhất cho cả nhà đây. Thứ nhất là motor rẻ tiền. Đây. Thứ hai, bộ nhôm này, bộ nhôm cũng rẻ tiền luôn. Nhôm này là nhôm phế liệu nha. Nhôm này là em mới ra tiệm phế liệu lượm về đây. Đó, điều khiển thường. Điều khiển này nó vẫn làm tờ được. Nhưng mà nó không có van an toàn nha. Điều khiển này nó không có van xả áp. Thứ hai, điều khiển này là nó không có an toàn nha. Gặp sự cố thì em không có dám bảo đảm nha. Thì nói chung là vẫn xài được, nhưng mà không an toàn thôi. Còn bộ nhôm này thì em biết là nó cũng làm được, nhưng không hiệu quả thôi, nó xài được cho không hiệu quả thôi. Đây là bộ phụ kiện của nó, co nó nè. Đó. Thì một bộ như thế này thì bên em chỉ bán cho mấy anh giá dao động từ 3 triệu đến 3 triệu 2 thôi ha. Thì theo anh em mua số lượng. Đó, là đâu anh em nghiên kỹ cái bộ này nha. Mua một bộ phụ kiện đầy đủ luôn, motor thì mới tin luôn. Đó, chỉ có nhông với mấy cái này là hàng cũ thôi. Như anh em thích rẻ thì đây là rẻ đây. Một bộ như thế này chỉ từ 3 triệu đến 3 triệu 2 thôi. Ok. Sức kéo nó thì em không rành, tại mấy cái đồ quỷ này, đồ rẻ tiền, đồ thường, nên em không có tính được cái độ mặt nó được. Nhưng mà bộ xịn thì em tính được. Rồi tiếp theo là bộ thứ hai là bộ trung bình. Bộ trung bình này gồm có những bộ phận gì? Thứ nhất là motor. Này là cũng motor thường thôi, nhưng mà đỡ hơn cái bộ nãy xíu. Đây là điều khiển. Điều khiển này là đỡ hơn nha. Điều khiển này là vẫn ok, nó có van an toàn nè, chỉnh màn yếu được nè. Đó, co đầy đủ nha. Miếng sắt này là sao? Miếng sắt này là chức năng, miếng sắt này nó là cái đế của cái cục điều khiển này. Điều khiển này là vẫn xài được nhưng mà chất lượng không tốt thôi nha. Nếu mà xài được. Cái hai, nó có sẽ có một bộ nhông chuyên làm tời của em. Nhông này nhông chuyên làm tời thì đó, cấu tạo nó về đây. Cái nhông này mình sẽ chế mo cáp được. Mo cáp thật sự ra này em cũng chia sẻ bật bí cho cả nhà, nó cũng không có gì là khó đâu. Nó giống như mình vô số xe thôi. Ví dụ như mình vô số, vô là vô số này, là nó sẽ là xe chạy hay tờ chạy. Mình chả mo qua đây cái là nó ngắt ra khỏi nhông lớn nè. Giờ mình lùa xuống đây là nhông lớn ăn vô là nó chạy. Mình lựa vậy đây là cái nhông lớn hết ăn vô là nó mo vậy thôi. Ha. Em có chích rảnh sẵn cho cả nhà nè. Thì bộ này là em sẽ đi kèm một cái miếng này. Cái miếng sắt này nó sẽ đi vô cái khe này ha. Để chế mo tờ nè ha. Nó đang cắn thi xíu ba vớ nè, mài cái ba vớ là thả nó lọt đụng như thôi ha. Chức năng cái này là để làm cái đồ lùa chạy trong cho lên chạy xuống nè. Đó, cái thứ hai, cái bộ nhông này nó lợi hại là cái người ta móc lỗ sẵn cho em rồi, làm chốt la vớt sẵn luôn đó. Thì khi về mình chỉ cần thả cái này nó vô cái chốt la vớt của cái motor là xong ha. Nó khác cái bộ tờ thường, là cái bộ thường không có những cái chức năng đó. Toàn bộ anh em phải cái bộ rẻ tiền em phải tự xử nha. Tại cái này là đồ ve chai, đồ cũ, đồ lụm nên nó không có những chức năng ở đâu. Nhưng mà bộ này thì nó lại có. Đó, khi anh em mà mua cái bộ phụ kiện này về nó có sẵn cái chức năng rồi. Đó. Đó, em đã móc lỗ chuẩn với cái cốt motor rồi. Em nó phải chốt là vớt theo cái cốt motor này luôn rồi. Đó nha. Có nghĩa là cái lỗ nó phải chuẩn vô cái cốt này. Rồi vô cái rảnh này. Ok. Cái thứ hai, cái số răng này nó tính theo cái bộ tời của tất cả các bộ cài trong quá trình em làm bao nhiêu năm nay, kinh nghiệm của em. Thì cái số răng này đi với cái nhông lớn này là nó chuẩn à, nhà thấy chuẩn đét không ha. Nó đúng theo bò rèm nó rất là chuẩn. Cái thứ ba, bắt buộc cái cây này mình phải có cái bật đạn đầu này để mình đỡ cho nó, để cho chống gãy cốt. Nếu cả nhà không có bật đạn đầu này thì cái cốt này sẽ gãy, khi vô tời nặng nó gãy cái cốt mà liền. Thì em đã hạ sẵn cái G đây, thì em đã cung cấp cho cái bộ này thêm một cái bật đạn Nhật. Bật đạn này của Nhật cả nhà nha. Đó, bật đạn xịn đàng hoàng.
chế tờ là đừng có tiết tiền, tiết tiền là banh xác à, phải xài đồ xịn nữa mới chịu nổi được. Thì cái bạc đạn thì nó nằm ở đâu? Bạc đạn nó nằm ở đầu này nha, cả nhà giờ đóng bóp vô là làm cái giá đỡ là xong thôi. Ok, đó là nó về bộ phận nhông nhỏ và bạc đạn như là xong rồi. Đến nhông lớn, cái nhông lớn này là em đã làm sẵn cái lỗ rồi, làm sẵn cho cả nhà rồi, cả nhà đóng bạc đạn như là xong rồi đó. Bạc đạn này cũng bạc đạn Nhật luôn à, chuẩn 100% do đóng bụp vô luôn là xong. Bộ này em sẽ cung cấp cho cả nhà hai bạc đạn Nhật luôn, bạc đạn xịn nha, bạc đạn này bao tải 10 tấn không bao giờ bể được. Rồi cái thứ nữa em đã hạ thẳng cái gờ này cho cả nhà rồi không, về thả miếng sắt của cái ống chỉ vô là xài, là xài xong thôi. Ống chỉ mình làm ngoài xong mình đặt lên đây mình hạ một vòng là xong ha. Cái thứ hai, cái số răng này nó tính rồi, nó phù hợp để chế tờ, rất là phù hợp, thả vô là lụm ha. Cái nữa là cái độ dày của cái nhông này em đã làm ok ha, chui thành thép rồi. Cái nhông này lợi hại cái chỗ là sao, làm tờ là họ mình chỉ cần nó cứng cái mép ngoài thôi, ở trong giữa là không cần cứng thì nó mới có độ đàn hồi ha, nó sẽ không bị phá nhông. Còn cái nhông quỷ này là nhông này, nhông trong xe đó ra nè, nó cứng nguyên cái nhông luôn nên nó rất là nguy hiểm, khi mà mình vô tải nó bể nhông liền, nó bể răng liền ha. Cái nhông này rất là nguy hiểm. Khác biệt giữa hai cái nhông này, cái nhông quỷ này ở giữa này nó đâu có để chỗ mình nó bắt đạn đâu, cả nhà muốn đóng đạn vô lên cái nhà giờ phải móc cái lỗ ra, mà móc cái lỗ rất là khó khăn nha. Cái này nó bằng thép, cái nhông này kinh khủng lắm, nó rất là cứng, nó cứng cả cái nhông luôn. Muốn móc được cái lỗ này thành lỗ đạn là cả một vấn đề ha, đòi hỏi người thợ phải kiên trì và giỏi mới làm được. Nhưng cái mông nhông này thì sao à, em đã làm sẵn đó rồi, đóng vào đạn vô là xong à, hàng mặt quýt vô nữa là có ông chỉ thôi, nhanh gọn lẹ. Tốc độ làm cái nhông bộ nhông này với bộ nhông kia là nó hơn nhau phải vài tiếng đồng hồ gia công ha. Thì nếu anh em mà có thời gian thì cứ mua bộ nhông này về bỏ là mấy tiếng hay cả ngày đó chế. Còn ai mà mua bộ nhông này của em thì chỉ cần khoảng tiếng hồ xong hết ha. Móc lỗ sẵn, phay la vết sẵn, nhông sẵn, làm cho nó mo sẵn ha, lên xuống luôn rồi ha. Đó, ví dụ như vậy là ăn vô, cái mình lấy cái cần lừa mình dở lên là nó mo, thả xuống là nó ăn, dở lên nó mo, thả xuống là nó ăn ha. Nó là mo cắp nó là vậy ha. Rồi tiếp theo như là xong cái bộ quên nữa, cái giá của cái bộ mà phụ kiện chung này á thì nó dao động là từ 5 triệu đến 5 triệu 3 nha, tùy theo anh em mua số lượng ít nhiều. Đó là cái bộ phụ kiện chung này. Rồi tiếp theo là bộ phụ kiện là VIP nhất của em đang làm, đang bán hiện tại cho anh em hay mua nhất đây. Thì sao nó khác, nó sẽ hơn cái những gì đó là cái motor này là motor xịn nha cả nhà nha. Motor này là bao xài luôn, motor này khỏi suy nghĩ. Motor này nếu anh em xài nhớ kỹ là bảo hành cho anh em 1 năm luôn. Điều khiển này cũng vậy, đây là điều khiển xịn nha. Điều khiển này cả nhà nếu mà xài kỹ là bảo hành cho 1 năm luôn, đừng xài nhớt cặn là cho em là được nha. Cái thứ hai, đây là điều khiển lỗ lớn nên nó sẽ đi theo cái bộ co này lớn ha. Đây là bộ co lớn, lỗ lớn nè ha. Còn cái bộ con là bộ co thường, lỗ này lỗ nó nhỏ lắm. Đó, đây bộ co xịn nè. Tất cả nó xài phải lỗ lớn nó mới thoát nhớt kịp. Đó. Thì cái bộ này á thì nó mắc tiền hơn ở là ở gì? Ở cái motor xịn. Và cái điều khiển này loại xịn, điều khiển là rất là chất lượng. Điều khiển này điều khiển loại 1, còn điều khiển là điều khiển hàng nhái. Nó rẻ tiền hơn. Ở nhà thấy không, nó khác ha. Điều khiển này điều khiển xịn, nó làm chất lượng hơn. Rồi. Giá của cái bộ này thì bao nhiêu? Vì lý do motor nó mắc tiền hơn, điều khiển mắc tiền hơn nên bộ này em bán dao động giá từ 5 triệu 8 tới 6 triệu ha. Tùy theo anh em mua số lượng nha. Ok. Rồi ống thủy lực cũng vậy luôn. Ống thủy lực em bán một bộ full xe, một bộ ống thủy lực full đầy đủ cho anh em, bảo đảm anh em là đem về gắn vô là vừa đủ với dư không vừa thiếu. Một bộ ống thủy lực, đây ống em nó bấm sẵn hết rồi nè. Một bộ ống thủy lực đầy đủ cho anh em. Nếu anh em lấy bộ thường á thì nó chỉ có 600 ngàn một bộ thôi. Bao gồm là hai sợi ngắn và hai sợi dài ha. Đó. Đây dài đây. Đó. Đây là dài ha, còn này là dài ngắn. Ha, rõ ràng hết rồi. Chỉ cần anh em báo cái số, báo cái đời xe làm sẽ đưa y chang thôi, tại em ráp rất nhiều xe máy cài này. Kích thước nó đã có hết ha. Một bộ ống này đầy đủ 4 sợi luôn co luôn là nó chỉ 600 ngàn thôi. Còn nếu mà bộ ống xịn hai lớp thì giá nó khoảng 800 ngàn cho anh em ha. Anh em mua số lượng nhiều thì ống nó còn có giá tốt nữa. Đó là giá em báo cho anh em nha, nhắc lại nha. Một bộ ống full luôn cho anh em, một bộ tòi ống này đủ hết 4 sợi là 600 ngàn
nha. Ống xịn thì 800.000 tùy theo, còn phụ kiện thì nhắc lại nha, bộ phụ kiện thường này thì nó chỉ 3 triệu đến 3 triệu 2 thôi, tùy theo lấy số lượng. Bộ này thì nó dao động từ 5 triệu đến 5 triệu 3 nha đó, còn bộ xịn này thì nó dao động từ 5 triệu 8 đến 6 triệu. Ok, anh em tham khảo nha, có cần thì liên hệ Nghĩa. Còn khi mua về thì Nghĩa sẽ đảm bảo là sẽ hướng dẫn anh em cách làm, cách lắp đặt. Có nhiều anh em cứ lên trên này tham khảo video xong cái tự ý mua đồ làm, xong cái gì làm không được cái điện hỏi em không chỉ nha. Nói thẳng là cái gì nó cũng có cái giá của nó ha. Khi anh chị mua hàng của bên em thì nói chung cho em lời vài đồng thì em sẽ chia sẻ lại cái kinh nghiệm. Còn bây giờ tự nhiên anh chị cô chú mua ở đâu tự nhiên cái làm không được, cái phá hư tà le, cái bắt em sửa xong sửa được nha. Khi mua hàng của em sẽ có trách nhiệm, còn cả nhà mua hàng chỗ khác thì em không biết nha. Thì đó là tùy theo suy nghĩ của mỗi người thôi. Nếu mà anh em nào muốn mà chéo một phát thành công luôn thì nghe lời em, nên mua hai bộ này, một là bộ tầm trung này, còn nếu có điều kiện mua cái bộ xịn này ha, là bảo đảm là chéo một phát là ăn ngay. Sức kéo cái bộ tờ, cái bộ đẻo này thì em không biết nha, bộ này nó kéo chắc nó không có ăn thua rồi, nhưng mà bộ này thì nó kéo dao động từ 5 đến 8 tấn nè, còn cái bộ này thì thôi từ 8 đến 15 tấn là bình thường, ăn thua cái bơm của mình thôi. Bộ này em kéo, em làm xong nó kéo từ 10 đến 15 tấn là bình thường, chỉ cần cái bơm mình nó đủ áp ha là nó kéo ầm ầm thôi. Ok, cảm ơn ở nhà đã quan tâm theo dõi video của em. Có cần gì tư vấn gì cứ liên hệ Zalo trực tiếp của em là 0978994833 nha, liên hệ đặt hàng. Còn lưu ý nha, cả nhà mua hàng phải đặt cọc em mới dám giao nha, tại này đồ rất là nặng ha, một bộ phụ kiện như thế này nó dao động từ 20 đến 30 kg lận, thấy vậy chứ nó nặng lắm, mấy chục ký này mà không đặt cọc mà lỡ cả nhà hủy đơn thì tụi em mất tiền ship, nên tụi em phải nhận cọc nha. Anh em nào mua hàng thì tin tưởng thì cứ đặt cọc thì cho địa chỉ thì gửi, còn nếu mà sợ thì không nên mua ha. Ok, chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Nếu cảm thấy hay thì chia sẻ cùng nhiều người cùng tham khảo nha cả nhà, cũng như đăng ký ủng hộ kênh của em. Còn có thắc mắc gì cứ bình luận bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với em qua Zalo 0978994833, 0984721284. Chào tạm biệt.